Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Nghi phạm nổ súng chết người tại miền Nam California đã bị bắt giữ tại tiểu bang Arizona. Một người đàn ông 35 tuổi bị cáo buộc liên quan tới một vụ nổ súng chết người ở quận hạt San Bernardino đã bị bắt giữ tại tiểu bang Arizona. Giới hữu trách phát hiện sự việc chết người này sau khi nhận được các thông báo về một vụ nổ súng gần với ngã tư đường Kiklat và đường Quinoa ở Apple Valley. Khi cảnh sát đến nơi thì họ phát hiện nạn nhân được xác định có tên là Jonathan Cueva, 39 tuổi, đang bị thương do trúng đạn bên trong một chiếc xe hơi. Người đàn ông 39 tuổi này đã được đưa tới bệnh viện nhưng qua đời sau đó. Các điều tra viên thuộc phòng điều tra của Sở Cảnh sát quận San Bernardino xác định nạn nhân đã tới địa điểm này để đón một người bạn khi anh ta được cho là đã bị một người đàn ông được xác định là cư dân của Apple Valley có tên là Anthony Lopez bắn chết. Giới hữu trách cho biết rằng nghi phạm đã bỏ trốn. Sau đó thì các điều tra viên thuộc lực lượng đặc nhiệm truy nã của Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ đã định vị và bắt giữ được hung thủ này tại thành phố Buhet của tiểu bang Arizona. Bất cứ ai có thông tin về cuộc điều tra này, xin liên lạc với Sở Cảnh sát quận hạt San Bernardino theo số phone 909-890-4904 hoặc số phone 800-782-7463. Thưa quý vị, cập nhật về vụ em bé 3 tuổi bị chết vì bị bỏ trong xe nóng 104 độ, người mẹ đã bị bắt giữ. Một người mẹ 41 tuổi ở Anaheim vừa bị bắt giữ sau cái chết của con gái 3 tuổi được phát hiện bất tỉnh trong một chiếc xe nóng. Sandra Hernandez đối mặt với các cáo buộc ngộ sát và bỏ bê trẻ em. Cả hai mẹ con được phát hiện trước đó trong một chiếc xe Ford Expedition đậu ở khu vực 1300 Fashionland khi nhiệt độ bên ngoài lên tới 104 độ. Các bình chứa rượu rỗng cũng được tìm thấy trong xe. Một thành viên của gia đình sau đó đã đưa đứa trẻ ra khỏi xe, sơ cứu khẩn cấp trước khi nhân viên cấp cứu đến. Cô bé và người mẹ được đưa đến bệnh viện, nhưng không may cô bé đã qua đời ngay sau đó. Các nhà điều tra nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến tử vong là do sốc nhiệt. Người phụ nữ tên là Hernandez được điều trị tại bệnh viện và bị giam giữ tại trung tâm giam giữ của cảnh sát Anaheim. Một phụ nữ tự xưng là bà của Hernandez cho biết mẹ và cô bé đã khóa mình và con gái trong xe. Hernandez còn có thêm một đứa con gái khác 5 tuổi đang học ở trường vào thời điểm xảy ra sự việc. Cảnh sát Anaheim không tin rằng đây là hành vi tự sát hay khủng bố. Cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp tục. Thưa quý vị, những ai có thông tin về vụ việc được khuyến cáo liên lạc với cảnh sát Anaheim qua số điện thoại 714-765-1900. Thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối liên quan tới thị trường địa ốc tại California. Số nhà giá rẻ bán ra tăng mạnh trong tháng 7 vừa qua. Số nhà giá rẻ tại California tăng mạnh trong tháng 7 đánh dấu sự phục hồi của thị trường địa ốc sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt tăng phân lời của Cơ quan Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ FED. Theo số liệu từ công ty địa ốc Redfin, thì số nhà bán ra trong thị trường khởi đầu đã tăng 10.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái lại thì số nhà giá rẻ và những nhà cao cấp đều giảm đi. Tình trạng này có thể liên quan tới phân lời thế chấp giảm đi khi mà phân lời cố định 30 năm hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2023. Cơ quan FED giữ phân lời ở mức là 5.25 cho tới 5.5% trong suốt năm qua. Đó là con số về lý thuyết, nhưng trên thực tế thì phân lời khi đi mua nhà có thể cao hơn nhiều. Những người mua nhà lần đầu đặc biệt rất nhạy cảm với sự thay đổi phân lời, đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng số nhà giá rẻ bán ra. Giá trung bình của một căn nhà khởi đầu trong tháng 7 đạt 250.000 Mỹ Kim là mức cao kỷ lục cho thị trường này. Mặc dù vậy, giá nhà vẫn cao hơn 4.2% so với năm ngoái, vượt qua mức lạm phát chung. Trong khi tình trạng lạm phát về nhà ở giảm đi từ tháng 2 năm ngoái tới tháng 2 năm nay, thế nhưng tốc độ giảm đã chậm lại trong nửa cuối năm nay. Phân lời thế chấp giảm đi cũng là một phần nhờ vào phân lời trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm, mặc dù FED có thể tiếp tục gia tăng phân lời trong tháng 9 sắp tới đây. Và thưa quý vị, giá nhà và thị trường địa ốc trong bản tin này chỉ là dựa trên lý thuyết, còn trên thực tế thì sẽ rất khác
đặc biệt là thị trường địa ốc tại miền Nam California, nhất là tại quận Cam, thì giá nhà vẫn tăng còn cao và số nhà bán ra không nhiều.